Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì sáng hôm nay bên Tuyền mới vừa về được hai chiếc xe 7 chỗ gầm cao máy dầu các anh chị. Bữa giờ các anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe máy dầu á, thì hôm nay thấy video này thì nhớ gọi lại cho Tuyền ha. Rồi, thì bên trái của Tuyền đây là chiếc Fortuner máy dầu số sàn đời 2017. Chiếc này thì đi được 74.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 796 ha. Xe này thì được sở hữu nước sơn màu trắng và mang biển số Sài Gòn nha các anh chị nha. Rồi còn bên đây Isuzu MUX máy dầu số tự động bản 3.0 nha các anh chị nha. Đời 2016 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nè. Đi được đâu đó tầm khoảng 95.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 645 triệu. Xe này thì được sở hữu nước sơn là màu bạc và mang biển tỉnh H61 là Bình Dương. Thì bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Rồi, máy dầu thì bên Tuyền đang chuẩn bị về thêm Kia Sedona nữa các anh chị, đời 2019 á, giá nó tầm khoảng 978 triệu. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới chiếc xe kia thì liên hệ Tuyền nha. Đợt này bên Tuyền về rất là nhiều cái dòng xe 7 chỗ luôn các anh chị. Đó, các anh chị cần tìm mua một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì cứ liên hệ với Tuyền đi, Tuyền sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Đó, hai chiếc này phải gọi là hai siêu phẩm luôn nha các anh chị nha. Bán cực kỳ đắt luôn. Nếu mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tuyền thì sẽ biết là hai cái dòng này bên Tuyền về thì bán rất là nhanh luôn, bán trong tích tắc luôn á. Cho nên nếu mà các anh chị khi đã có cái video này đã ưng rồi thì mình phải ra tranh thủ mình sở hữu ngay nha. Rồi bây giờ chắc Tuyền sẽ đi vào chi tiết chiếc xe Fortuner này trước nha, xong rồi mình qua tới chiếc này ha. Cho các anh chị nhìn cận phần nước sơn giùm Tuyền luôn. Màu trắng. Các anh chị nào bữa giờ đang cần tìm mua Fortuner màu trắng thì hôm nay thấy video này thì nhớ gọi lại nha Tuyền nha. Đó, nước sơn thì thấy cũng rất là liền lạc, không có bị trầy xước nè. Tuy nhiên một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin ha. Còn mới 100% được trầy xước hay là giẫm tút ở một vài chỗ thì nó không là vấn đề gì hết các anh chị. Xe này độ gây gió nè các anh chị, Tuyền thấy cũng còn tương đối sâu đó nha. Xe này bốn vỏ vẫn còn là bốn vỏ zin theo xe nha. Đây, đách vỏ nè các anh chị. Tuần thứ 26 của 2017 nha, vỏ zin theo xe ha. Mâm thì Tuyền thấy cũng không có bị trầy xước gì hết nha các anh chị nha. Không có bị trầy xước gì hết á. Rồi, đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 11 năm 2021 nha. Có dán phim, có viền che mưa cho mình nè, có ốp cho mình nè, chén cửa nữa ha. Dưới đây thì có trang bị cho mình thêm một cái bệ bước nữa. Đó, để mình xe gầm cao thì mình trang bị bệ bước đi lên đi xuống cho tiện nha. Rồi, cho các anh chị nhìn phần keo chỉ luôn nha. Keo chỉ nguyên zin. Xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Ốc chân cửa phía trước nè các anh chị. Đó, nguyên zin. Rồi, ốc chân cửa phía sau nha. Đấy, chưa có dấu hiệu tháo mở ha. Ở đây thì anh chủ có trang bị cho mình cái nẹt bước nữa nè các anh chị. Để như khi mình đi lên á thì cái gót dài của mình không có làm mà trầy xe nha. Đây bề tì tai của bên phụ nè các anh chị. Cũng không có bị trầy xước gì hết. Đây. Đó, cái này bằng da ha. Đó, còn rất là mới, xe này phải nói là mới đó. Rồi mình ra tiếp phía sau nha. Ở phía sau này thì mình thấy có nẹp một cái miếng inox ở trên phần này để khi mà mình kéo đồ ra vô thì nó không có bị trầy xe nha các anh chị. Có trang bị cảm biến lùi nè. Có cam này là chắc là camera hành trình phía sau đó các anh chị. Đó. Rồi cho các anh chị nhìn sơ lớp dự phòng nha. Lớp dự phòng này hình như chưa chạm đất luôn các anh chị ơi, thì thấy còn rất là sâu. Đó. Nhìn nhìn về phần gầm luôn nha. Sáng đẹp. Rồi. Tiền mở cốp cho các anh chị nhà mình xem nha. Ở đây ha, hai cái ghế ở hàng ghế phía sau này thì đã được gập lên rồi. Đó, nếu mà mình không sử dụng tới nhiều á thì mình gập lên vậy mình để đồ ha, được một khoảng rất là rộng các anh chị, được một khoảng rất là rộng luôn. Cái này thì anh chủ có trải simili rồi, trải luôn ra phía sau cốp rồi nên là rất là sạch sẽ các anh chị. Cho các anh chị nhìn cái phần nhựa này giùm Tiền ha. Phần nhựa nha. Rồi, không có bị trầy xước gì hết. Đây là lớp dự phòng nè. Ủa, đây là đầu nghề nè các anh chị, đây là đầu nghề ha. Con đội tay quay. Đó, rồi nhìn keo chỉ giùm Tiền nha. Ốc cốp và keo chỉ cốp ha. Xe bên Tiền bán ra thì có bảo hành thêm cho mình 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Đó. Rồi.
ốc chân đèn. Rồi, ha. Mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất nha. Xe này thì được trang bị ghế da các anh chị, với tông màu màu nâu ha. Chất da thì thấy còn rất là mới, rất là căng nè. Đó, không có bị gấp gãy gì hết ha. Trần thì trần đã được bọc ni lông cho mình rồi. Sàn thì sàn simili các anh chị. Đó. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 7 lít nha các anh chị nha. 7 lít nha. Rồi. Trước tiên thì nhìn tiền cái phần vô lăng trước ha. Vô lăng thì thấy cũng rất là mới nè, không có bị trầy xước gì hết. Những cái nút bấm thì cũng không có bị mờ chữ mất số gì hết nha các anh chị nha. Còn rất là nhám luôn á. Đó. Rồi, đây. Đồng hồ đi được 74.586 km ha các anh chị ha. Trên này thì anh chủ có trang bị cho mình thêm một cái tấm thảm tắp lô nữa. Đó, anh chủ này tiền thấy anh chủ này rất là chăm chút cho cái xe luôn á. Rồi. Ở dưới này thì có trang bị cho mình thêm một cái màn hình nữa nè các anh chị. Thêm một cái màn hình ha. Rồi các chị nhìn sơ phần nội thất phía này dùm tiền nha. Cần số cũng rất là mới nè, cũng không có bị hao mòn hay trầy xước gì nhiều hết. Đây là hộc để đồ nè, để tùy tay nha. Rồi. Ok ha. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha các anh chị nha. Rồi. Giờ là 12 giờ trưa các anh chị. 12 giờ trưa, đáng lẽ giờ này nghỉ trưa nè, nhưng mà xe này nó hot quá nên là tiền tranh thủ tiền quay phim cho mọi người xem. Rồi. Ốc chân cửa phía trước nha. Ốc của nắp cabo nha các anh chị nha, keo chỉ cabo nguyên zin. Rồi. Nhìn xuống phần ốc chân đèn dùm tiền ha. Ốc chân đèn nha. Đây khung xương. Đó. Rồi nhìn sơ vào phần ốc máy dùm tiền ha. Xe bên tiền khi bán ra thì có bảo hành cho mình 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Trên này thì có tem mát từ nhà máy vẫn còn nè các anh chị. Đó, xe mà có đâm đụng, có làm lại gì vậy thì mấy cái tem nó không còn nữa. Nếu mà các anh chị nào mà có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái ha. Rồi mình đi qua chi tiết chiếc này nha. Rồi cho các anh chị nhìn cận phần nước sơn xe này dùm tiền luôn. Đấy. Xe này máy dầu, máy của nó là 3.0 ha, số tự động nha các anh chị nha. Anh chị nào thích số tự động thì lấy chiếc này, còn thích số sàn thì lấy chiếc kia. Rồi. Xe này thì phần cản trước thì thấy có hơi bị xây xước nhẹ ha chỗ này nè các anh chị. Cái này thì không sao nha. Xe cũ mình quan trọng là máy móc động cơ thôi, chứ còn trầy xước hay làm dậm tút ở một vài chỗ thì nó không là vấn đề gì hết các anh chị. Đây. Vỏ ha. Xe này thì anh chủ lên cũng bốn cái vỏ rồi, bốn cái vỏ Ricky Ton đời 2018 á các anh chị. Đây đách vỏ nè. Đấy. Thay rồi thì mình về mình tốn tiền, ê mình đỡ tốn tiền ha. Mâm thì tiền thấy cũng không có bị trầy xước gì hết nha các anh chị nha. Rồi. Đăng kiểm thì còn tới tháng 5 năm 2022, đường bộ thì còn tới cuối năm các anh chị. Rồi. Ở đây thì có dán phim, có viền che mưa ha. Có ốp cho mình chén cửa nữa nè. Đó, có trang bị luôn bệ bước nữa các anh chị. Rồi, cho các anh chị nhìn nha, keo chỉ luôn ha. Các anh chị nào mà thích những cái dòng này thì đến xem xe trực tiếp nha. Đó. Keo chỉ nguyên zin ha. Ốc chân cửa phía trước nè các anh chị. Đây, ốc chân cửa phía sau nha. Ốc chân cửa phía sau. Hôm nay bên tiền về rất là nhiều xe luôn á. Các anh chị nhớ theo dõi bên kênh của tiền để lựa cho mình một chiếc xe phù hợp nha. Rồi, mình đi ra phía sau ha. Phía sau này để tiền xem có một cái cam lùi các anh chị. Tuy nhiên thì xe này tiền chưa thấy có cảm biến lùi, chưa cảm biến lùi ha. Rồi cho các anh chị nhìn lớp dự phòng cũng như là gầm dùm tiền nhé. Gầm đó. 2016 nhập Thái nha, máy 3.0. Cực kỳ mạnh mẽ ha. Rồi. Tiền mở cốp cho các anh chị nhà mình xem. Ở hàng ghế phía sau này thì hiện tại đang mở hết, ghế. Nếu mà hàng ghế phía sau mình không ngồi thì mình gập xuống như vậy nha các anh chị. Nếu hàng ghế phía sau này mình không ngồi thì mình gập xuống như vậy, mình để đồ ha. Rồi, ở đây thì anh chủ mình có cũng trải sàn simili ha, rồi trải ra phía sau luôn, rồi thêm cho mình một cái tấm tapi như thế này nữa. Rồi cho các anh chị nhìn cái phần nhựa bên này dùm tiền ha. Phần nhựa bên này thì tiền thấy này chắc dơ đó các anh chị, dơ chứ không phải trầy xước nha. Dơ.
Rồi coi chất ghế của hàng ghế phía sau cùng này dùm tiền ha. Đó. Đã được bọc trần 5D cho mình rồi đó các anh chị. Bọc trần 5D ha, có học gió làm mát từng hàng ghế luôn. Đó, rồi. Rồi nhìn dùm tiền phần ốc cớp nha. Keo chỉ cớp. Ốc cớp nguyên zin ha, keo chỉ cớp nguyên zin. Đồ nghề thì còn đầy đủ nha các anh chị nha. Đây, đồ nghề nè. Còn đầy đủ ha. Xe 2016 tới nay như vậy là rất là ngon rồi đó. Rồi. Tiền đóng lại nha. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất nha. Rồi. Nhìn giùm tiền nha. Ghế thì ghế da nguyên zin các anh chị. Tuy nhiên thì tiền cũng có thấy phần hơi cũ đó, hơi cũ nhưng mà mình vẫn còn xài được, nó không có bị rách hay là không có bị nứt gì hết nha các anh chị nha, vẫn xài bình thường ha. Trần thì đã được bọc trần 5D rồi, sàn cũng sàn 5D rồi, thêm một cái màn hình ốp trần cho mình nữa các anh chị. Đó. Màn hình ốp trần phía sau nha. Rồi, tiền tiến về khoang lái nha. Xe này thì mình sử dụng nút đề start top ha. Còn chiếc kia thì mình sử dụng là chìa khóa cơ. Đây, vô lăng. Vô lăng cũng không có bị trầy xước gì hết. Để tiền xem có hao mòn gì nhiều không ha. 2016 thì ít nhiều gì nó cũng hao mòn. Nhưng mà ở đây tiền thấy cũng không có hao mòn gì mấy nha. Những cái nút bấm này các anh chị. Đấy, cũng còn rất là đẹp ha. Rồi nhìn đồng hồ dùm tiền luôn. 95.125 km nha các anh chị nha. Rồi, táp lô cũng không có bị trầy xước gì hết. Rồi dưới này thì có trang bị cho mình thêm màn hình nữa nè. Đó các anh chị nhìn sơ phần nội thất phía bên này dùm tiền nha. Đây là chìa khóa của nó nè các anh chị. Chìa khóa nha. Rồi. Ok. Bây giờ tiền sẽ tắt máy ha. Mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha các anh chị nha. Quan trọng vẫn là động cơ ha. Rồi, trước tiên thì nhìn dùm tiền phần ốc của nắp capo và keo chỉ capo nha. Ốc của nắp capo nè, keo chỉ nè. Rồi. Nhìn xuống phần ốc chân đèn giúp tiền luôn ha. Đây. Đó. Rồi, nhìn sơn phần ốc máy dùm tiền luôn nha. Còn sơn luôn các anh chị. Đây. Đó, rồi. Rồi, tem mát từ nhà máy thì cũng vẫn còn nè các anh chị. Đó. Rồi, tiền nhắc lại thông tin của hai chiếc xe này một lần nữa ha. Thì bên cạnh tiền đây là hai chiếc xe 7 chỗ gầm cao máy dầu các anh chị. Thì bên trái của tiền đây là chiếc Fortuner máy dầu số sàn đời 2017 đi 74.000 km. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 796 triệu ha. Còn chiếc này là 7 chỗ của Isuzu MUX số tự động đời 2016 nhập Thái Lan. Chiếc này thì đi 95.000. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 645 triệu. Vậy nói chung giá này tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu mà các anh chị thích một trong hai chiếc này thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì đang trong thời điểm này bên tiền có hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn. Thì các anh chị có thể là xem qua một cái video chi tiết xe bên tiền đi. Sau đó anh chị em mình sẽ thương lượng giá cả xong rồi đặt cọc trước cho bên tiền tầm khoảng 20 triệu thì sẽ vận chuyển cái xe này về tới tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe nha. Nếu đúng như những gì bên tiền cam kết, đúng như những gì bên tiền làm video thì khi đó mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Và sẽ hỗ trợ các anh chị là sẽ ký hợp đồng ủy quyền hoặc là hợp đồng mua bán tại gần nhà các anh chị luôn. Đó, hỗ trợ các anh chị tối đa nha. Và đặc biệt là hai chiếc xe này là đời cao nên là bên tiền có hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng luôn. Mình vay được tầm khoảng 65-70% giá trị xe ha. Thì nhưng mà tiền chỉ nhận các anh chị ở hộ khẩu lân cận Sài Gòn thôi, như là Long An nè,
Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn các anh chị ở tỉnh xa thì thông cảm giúp Tiền nha, vì thời điểm này Tiền chưa có thể hỗ trợ các anh chị nhà mình được ha. Và ngoài ra thì bên Tiền đang chuẩn bị về thêm Serona máy dầu bản full 2019 nè. Rồi hiện tại Tiền đang còn Etiga 2019 nữa, Xpander số tự động 2019 nè, Innova bản G số tự động đời 2019 nữa. Để Tiền xem còn xe nào không nha. Serona Tiền còn một chiếc máy xăng đời 2016 và chuẩn bị về thêm rất là nhiều cái dòng xe 7 chỗ và bán tải nữa, cực kỳ hot luôn. Nếu như mà các anh chị cần tìm mua một chiếc xe như thế nào thì cứ liên hệ với Tiền đi, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền ha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký nha, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về thì các anh chị là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.